Hôm nay, huyện đoàn Bắc Trà My tổ chức Ngày hội Thanh thiếu niên tôn giáo năm 2024, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2024 tại xã Trà Dương. Tham dự ngày hội có hơn 70 bạn đoàn viên thanh thiếu niên đến từ các tôn giáo trên địa bàn xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động đã diễn ra sôi nổi như thi rung chuông vàng, tìm hiểu kiến thức về đoàn và lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, các trò chơi dân gian và trò chơi vận động. Cũng tại ngày hội, nhằm kịp thời quan tâm động viên các em thiếu nhi tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ huyện đoàn trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và trao 2 bản đồ Việt Nam cho Ban Chấp sự Chi hội Tin lành Dương Yên, Ban Hộ tự Chùa Trà Dương. Ngày hội Thanh thiếu niên tôn giáo là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ, tăng cường công tác chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên tôn giáo, nâng cao đời sống thể chất, văn hóa, tinh thần và kỹ năng xã hội, tích cực vận động, tập hợp đưa thanh niên tôn giáo tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia tổ chức đoàn hội.